Hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay ngày 12 tháng 7, shop xuất một lô xe rất nhiều, lô xe mới mọi người nhé. Hôm nay xuất là 15 chiếc xe. Thì cái lô xe này là 133 Blue do bên shop Diệu Hoàng Bay lắp ráp mọi người nhé. Linh kiện nhập khẩu của Đài Loan. Thế còn nhựa và khung thì là do Việt Nam sản xuất và bên mình là bên lắp ráp mọi người nhé. Đấy, xe thì được bảo hành 1 năm điện tử, bảo hành động cơ với IC bình. Thế đây là chiếc xe đầu tiên được xuất cho anh Hoa Vinh này. Anh này ở Bến Tre nhé. Anh khách này thì rất tin tưởng shop nên đã chuyển khoản đủ 100%, nên là bên shop sẽ đề không thu hộ ở đây mọi người nhé. Đó, rất nhiều khách là hầu như đều chuyển khoản 100% hoặc thấp nhất là đặt cọc trước. Còn đây là anh này là anh có cái tên nick là Vì Anh Là Gió này. Anh ở Đồng Xoài, Bình Phước này. Anh ấy chuyển khoản trước 2 triệu. Còn lại là 600 nha mọi người nhé. Xe bán 7 triệu 6. Đây là một lô xe này của anh Phin nhé. Anh Phin này ở thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau này. Anh này anh lấy lô xe này 6 chiếc luôn, thì gồm 3 chiếc mới và 3 chiếc cũ. Anh ấy cọc trước cho bên shop là 6 triệu rồi, còn lại 22 triệu 600. Cái lô xe này anh lấy là lô xe mắt cú nhé, hai đèn. Cái loại mắt cú này thì bên shop đang bán với giá là 7 triệu 3, chưa bao gồm phí ship mọi người nhé. Đó, đủ màu luôn. Đây là 5 chiếc này. Và đây là lô này là 6 chiếc này, được ship cho anh Mai Châu. Anh này ở Đức Linh, Bình Thuận này. Anh này đặt cọc trước cho bên shop là 20 triệu, còn lại 24 triệu nữa mọi người nhé. Đấy. Anh này lấy 6 chiếc xe mắt cú luôn. Và đây là 2 chiếc xe cũ này. Xe cũ này vẫn của anh Phin nhé. Anh Phin lô 6 chiếc thì gồm 3 chiếc mới và 3 chiếc cũ này, 1, 2. Và kia một chiếc xe đạp điện nữa. Còn đây là một chiếc xe Osaka mới tinh này, được bán về cho chị gái. Chị này mua về cho con gái đang học ở trong Đồng Nai nhé. Nhưng mà nhà chị này thì cũng định cư trong Đồng Nai luôn. Thị trấn Gia Rai, Xuân Lộc, Đồng Nai này. Chuyển tiền hết cho bên shop luôn. Con này bên shop bán là 17 triệu 600. Đấy, 17 triệu 600. Và chị đã chuyển khoản đủ luôn. Tổng hôm nay bên shop xuất là 15 xe mọi người nhé. Đấy. Cái mẫu xe điện mới này bên shop rất là nhiều, lúc nào cũng có hàng nên mọi người cứ chỉ việc đặt hàng thôi. Lúc nào cũng có mọi người nhé, lúc nào cũng có sẵn tại shop luôn. Giá thì cực kỳ là tình yêu luôn. Cam kết cho mọi người là bên shop giá cực kỳ tình yêu và cực kỳ là rẻ nhé. Xe chất nhé. Đôi khi những dòng xe khác nó lơ lớ như này, nhưng mà thực tế nó rất nhiều thứ nó không như bên shop. Đặc biệt là những cái chỗ này, tay cầm này mọi người thấy không? Đấy, tay cầm bằng hợp kim nhé. Rồi là mình để ý những cái chỗ ví dụ như này. Đấy. Rồi đây. Đấy, mình để ý những cái nhỏ nhỏ thôi là có thể cái giá tiền nó đã thay đổi rồi. Còn mọi người thích phát triển cái dòng xe giá rẻ thì bên shop cũng sẽ phát triển được. Đó, 15 xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý khách kể cả các bạn buôn bán sỉ hoặc lẻ, bên shop đều có giá nhé. Các bác thợ mà mua xe về bán ấy thì điện thoại trực tiếp cho shop. Lấy số lượng bao nhiêu thì là bên shop sẽ báo giá cụ thể theo từng lô mọi người nhé. Ở đây có hai bác thợ đã đặt tổng cộng là 12 chiếc rồi. Và hôm nay bên shop bán lẻ là 4 chiếc. Anh em thợ mình đang bốc xe lên nhé. Còn lát nữa thì cái thùng xe này sẽ chặt lít luôn. Và hôm nay thì bên Viettel thì hầu như bốc hàng nhà mình là chính này. Mọi người yên tâm nhé. Tại vì là bây giờ mới đang bốc xe về bưu cục. Sau đó thì bên Viettel Boss có trách nhiệm sẽ đóng bọc từng chiếc một. Đấy. Chứ không phải để như này chuyển cho mọi người đâu. Hôm nay mình có nói ngày 11 thì mình ngày 12 tháng 7, mình xin lỗi nhé, hôm nay mới có 11 tháng 7 thôi. Mình đọc nhầm nhé. Hôm nay là ngày 11 tháng 7. Đó. Ngày 11 tháng 7. Xuất 15 chiếc xe. Đấy. Xe này do chính xưởng sản xuất của bên Diệu Hoàng Bay lắp ráp. Bên shop vừa mới tung ra một sản phẩm mới, đó là xe đạp điện.
có bàn đạp mọi người nhé, và cũng đã bán được khôi khối rồi. Các bác nào mà quan tâm ấy thì là sẽ có cái link của xe đạp điện ở bên dưới cái video này, các bác cứ xuống ở phía dưới bấm vào link nó và xem cái video về cái dòng xe đạp điện nhé, bên shop phát triển. Xăng thì càng ngày càng tăng, và cái xu hướng của bây giờ ấy là mọi người đi xe điện rất là nhiều. Và thông tin chính xác từ cơ quan có thẩm quyền thì đến năm 2025 thì các thành phố lớn cấm dừng hoạt động đối với các xe máy. Các thành phố lớn thì thường đi xe đạp và xe đạp điện là chính, và đi cái phương tiện công cộng. Thì lúc đó thì những cái xe máy điện này, xe đạp điện này nó sẽ rất là hot. Chính vì thế thì bên shop đã lắp ráp thêm một cái mẫu nữa, đó là xe đạp điện dành cho thị trường miền Nam. Và đây cũng là cái là dòng xe đạp điện đó. Xe này thì không phải đăng ký mọi người nhé, xe này thì không phải đăng ký. Liệu có xếp hết được không anh? Còn 4 con nữa. Bọc cẩn thận vào cho em nhé. Rồi. Bọc cái cục này cho ông. Đó. Đối với các thị trường miền Nam thì khoảng từ 6-7 ngày để nhận được xe. Và nếu trong tận Cà Mau thì hôm nay có cả xe vào trong U Minh Cà Mau chắc cũng phải từ 7 đến 10 ngày nhé mọi người nhé. Thì chuyển bằng Viettel thì họ sẽ chuyển theo chặng, chứ không phải là trực tiếp một phát chở cái lô xe này vào cho mọi người đâu. Nó sẽ phân từng khu vực một, xong sau đó là sẽ chuyển đến từng khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3. Ví dụ là hôm nay lấy xe bên shop thì người ta sẽ chuyển hết cái lô này lên Hà Nội, sau đó phân vùng ra Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Long An. Sau đó họ sẽ vận chuyển tiếp vào đến nếu mà ở trong khu vực từ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến Cà Mau thì họ sẽ vào khu vực 3, đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó lại phân tiếp ra. Còn nếu mà khu vực 2 thì ở Đà Nẵng sẽ vào trong khu vực miền Trung. Vâng, và đây là con xe gần cuối cùng rồi. Còn một con xe điện kia nữa là tròn 15 con xe. Xuất trong buổi chiều ngày hôm nay. Con xe đấy cũng ở cái lô xe 6 chiếc này này. Đấy, lô xe của anh Phin nhé. Lô xe này lô của anh Phin đấy. Quý khách mà yêu mến ủng hộ shop thì hãy tiếp tục mua sắm và ủng hộ xe điện bên shop nhé. Cam kết mọi người thì bên shop làm xe cũng rất là uy tín. Và trước khi mua xe thì mọi người đặt cọc trước cho bên shop 1 triệu. Với những các bạn mà đã tin tưởng shop ấy, thì chuyển khoản hết thì bên shop sẽ giảm 200.000 cho một chiếc. Đây là địa chỉ của bên shop này. Đó. Nay bán hết xe rồi, cái xe cũ là còn vài chiếc thôi. Và bên này là bên xe điện mới nhé. Mình sẽ quay luôn xe bên này. Đây. Mình hai cửa hàng nhé. Bên này bán rất nhiều xe mới này. Uhu của Osaka này, X-Men này. Đó. Các bạn nữa mọi người nhé. Địa chỉ của mình đây nhé. Rồi, bây giờ thì mình xin chào mọi người.